Chào các em, thì thầy tiếp tục hướng dẫn các em giải cái câu số 2 của bài tập chương 5 trong học phần xác suất thống kê tin học. Biết rằng tuổi thọ của một loại bóng đèn hình TV có độ lệch chuẩn là 500 giờ nhưng chưa biết trung bình. Ngoài ra tuổi thọ của loại bóng đèn đó tuân theo luật phân phối chuẩn. Khảo sát trên một mẫu ngẫu nhiên gồm 15 bóng đèn trên, loại trên, người ta tính được tuổi thọ trung bình là 8.900 giờ. Hãy tìm khoảng tin cậy 95% cho tuổi thọ trung bình của loại bóng đèn hình nói trên. Một tổng thể X ở câu B. Câu B nó khác với biệt lập với câu A, nó hai cái đề khác nhau. Một tổng thể X có phân phối chuẩn. Quan sát một mẫu ngẫu nhiên kích thước 25, người ta tính được trung bình là 15 và độ lệch chuẩn là 3. Hãy ước lượng kỳ vọng của X bằng khoảng tin cậy 95%. Đầu tiên là chúng ta giải câu A. Thì yêu cầu của câu A đó là mình tìm khoảng tin cậy 95% cho tuổi thọ trung bình của loại bóng đèn trên. Thì khoảng tin cậy 95% cho tuổi thọ trung bình của loại bóng đèn hình trên là mình dùng công thức là x ngang trừ e, x ngang cộng e các em. Và ở đây là e của mình ở đây là bằng 8.900 ha, 8.900. Và mình sẽ tính e thì công thức của mình là e nó bằng z alpha chia 2 nhân sigma chia căn n. Ở đây alpha nó chính là 1 trừ gamma, mà gamma của mình ở đây là 0,95. Được không? Mình lấy 1 trừ 0,95 tức là 95% á, là bằng 0,95 ha. 1 trừ 0,95 là 0,05. Và mình chia 2 thì nó sẽ được là 0,025. Và độ lệch chuẩn của mình ở đây là bằng 500 nè, 500. Và kích thước mẫu N là bằng 15. Rồi cái Z alpha chia 2 này là Z 0,025 này là mình sẽ tra cái bảng phụ lục. Cái bảng số 4. Thì cái bảng phụ lục số 4 của mình là như thế này. Đây, thế này. Đây. Bảng số 4. Alpha bằng 0,025 thì Z alpha nó sẽ là nhiêu? 0,025 nè. Đây, chỗ này. Thì cái số bên cạnh của nó là 0,0 là z alpha. Cái này là alpha thì cái này là z alpha. Mình đang tìm z của 0,025. 0,025 thì nó bằng 1,96. Thì đảo là cái bài giải của mình là bằng 1,96 nè, nhân 500 chia cho căn 15. Bây giờ thầy tính lại cho các em xem ha. Mình sẽ có là 1,96 nên là ra 253, 253 mình làm tròn luôn, lấy chẵn luôn 253 luôn đấy. Rồi sau đó mình mới lấy cái x ngang này trừ e nè, x ngang trừ e, x ngang là 8.900 mà trừ e đó. Cái này là các em tự tính nha, ở đây thì tính sẵn rồi. Vậy thì cái khoảng tin cậy cần tìm của mình đó là nó từ 8.647 giờ mà đến 9.153 giờ. Đến câu B thì ở đây là biến ngẫu nhiên có phân phối chuẩn, kích thước mẫu là 25 phải không? Trung bình mẫu, cái này là trung bình mẫu. Các em quan sát một mẫu ngẫu nhiên kích thước 25, người ta tính được trung bình là 15, thì đây là trung bình mẫu nè, còn cái này là độ lệch chuẩn mẫu nè. Thì cái khoảng tin cậy 95 khoảng tin cậy cho kỳ vọng của x, cái này là khoảng tin cậy 95% ha. Thì nó cũng là x ngang trừ e, x ngang cộng e, và e ở đây nó sẽ tính bằng công thức là gì? X ngang ở đây nó cho bằng 15 các em. Và e nó cho công thức mà t alpha chia 2 n trừ 1, và do cái t này nó chính là cái giá trị tới hạn mức alpha chia 2 của phân phối Student ở bậc 24 bậc tự do. Tại vì ở đây kích thước mẫu mình 25 nè, trừ 1 còn 24 nè. Công thức này các em xem kỹ lại ha.
Thì alpha cái này cũng là 95%, 95%, cho nên là alpha mình chia 2 của mình bằng 0,025. Đó, và cái số này mình phải tra cái bảng số 2, 24 bậc tự do, 24 bậc tự do, 24, 24 bậc tự do là chỗ này, chỗ cái dòng này. Nên là mình sẽ xem coi cái cột có số 0,025 là chỗ nào, cột nó là chỗ này, vậy là nó là 2,0639, đúng chưa? 2,0639. À, 2,0639. À, 2,0639 này các em. Rồi, nhân cho sigma là 3, chia cho k căn n là chia cho 5 thì bằng 1,24. Rồi sau đó mình lấy x ngang trừ e, x ngang cộng e. X ngang trừ e thì mình được 13,76, và x ngang cộng e thì nó được là 16,24, và mình sẽ kết luận khoảng tin cậy cần tìm nó là 13,76 đến 16,24. À, tiếp theo là thì giải câu số 3. Một loại bóng đèn có tuổi thọ là biến ngẫu nhiên X tuân theo luật phân phối chuẩn có kỳ vọng là mi và độ lệch chuẩn là 600 giờ. Khảo sát ngẫu nhiên 16 bóng đèn, người ta thấy tuổi thọ trung bình là 9.000 giờ. Tìm khoảng tin cậy 95% cho mi. Tìm độ tin cậy gamma, biết khoảng tin cậy cho gamma cho mi là 8.613,363 đến 9.386,37 đơn vị là giờ. Thì trước tiên chúng ta giải câu A. Thì khoảng tin cậy cho 95% cho mi nó cũng là x ngang trừ e, x ngang cộng e. Ở đây x ngang là để cho bằng 9.000 giờ. Và e thì mình sẽ tính theo công thức như sau. Ở đây là do x là biến ngẫu nhiên có phân phối chuẩn và biết biết độ lệch chuẩn rồi, cho nên mình dùng e bằng z alpha chia 2 nhân sigma chia căn n. Ở đây cái z alpha chia 2 nó bằng 1,96, và tại sao nó bằng 1,96? Bởi vì cái gamma của mình ở đây là 0,95. Gamma mà lấy 1 trừ gamma. 1 trừ gamma. Tức là 1 trừ cho 0,95 thì nó sẽ ra được là 0,05, và mình chia 2 nữa. Chia 2 nữa là 0,025. 0,025 này, tức là mình sẽ tra cái giá trị không z alpha với alpha bằng 0,025. Là tra cái bảng số 4. Không? Cái bảng số 4. Z alpha z 0,025 bằng 1,96 nè. Còn ở trong cái bảng này mình tra là chỗ này nè. Như vậy thì ở đây là z alpha là 1,96 ha, và mình sẽ lấy máy tính mình tính cái này ra là 1,96 nè. Nhân cho 600 và chia lại cho căn n. Rồi chia lại n căn 16, 16 căn bậc 2 của nó là 4 nha. 294 chẵn luôn ha. 294, và sau đó mình sẽ tính x ngang trừ e, x ngang trừ e là mình sẽ lấy 999.000, 9.000 trừ cho 294, không 294 thì nó ra là 8.706, và nếu mà mình sửa cái này thành dấu cộng lại thì nó ra là 9.294. Vậy thì cái tuổi thọ trung bình của bóng đèn là khoảng 8.706 giờ đến 9.294 giờ. Đến câu B thì người ta cái này là người ta cho ở câu A thì người ta cho cái độ tin cậy là mình sẽ tìm ra được là cái khoảng tin cậy cho mi nè. Bây giờ người ta cho cái khoảng tin cậy cho mi như thế này, bây giờ nó kêu tìm độ tin cậy lại. Thì theo đề bài thì mình có là cái x ngang trừ e nó là 8.613,63 và x ngang cộng e là 9.386,37.
Và từ cái hệ này mình sẽ suy ra được cái E là 386,37. À. Nhưng mà cái E của mình đó là mình sử dụng theo cái công thức ở trên đây nè. Tức là E nó sẽ bằng Z alpha chia 2 nhân cho sigma chia căn N. À, cho nên là mình sẽ suy ra được cái Z alpha là bằng cái căn 16 này là 4 nè. 4 mà nhân lên là 4E bằng bằng Z alpha chia 2 nhân 600. Rồi chia cho 600 nữa. Thì mình được cái Z alpha là cái này. Và cái số này bằng 2,5758 luôn. 4 là nhân E. E của mình là nhiêu? Em thấy E là 386,37. Bây giờ tất cả cái này mình chia lại cho 600. Để ra 2,5758 nè, đúng không? 2,5758. Bây giờ mình sẽ lưu ý là cái Z alpha chia 2 bằng 2,5758. Như vậy thì cái alpha chia 2 đó, alpha chia 2 nó bằng cái gì? Alpha chia 2 là mình sẽ tra ngược lại. Thấy không? Tra ngược lại. Z alpha chia 2 bằng 2,5758. Gần bằng 2,58. Mình sẽ tra cái bảng số 1. Tức là mình sẽ tính ra cái phi. Mình có Z alpha theo cái định nghĩa Z alpha chia 2 đó. Theo định nghĩa Z alpha chia 2 thì nó sẽ bằng cái giá trị mà để cho cái xác suất để biến ngẫu nhiên có phân phối chuẩn á. À, để tôi đánh máy ra chỗ này. Thì theo định nghĩa thì mình có là cái Z alpha chia 2 Z alpha đi. Z alpha này nó là con số, là số sao cho cái xác suất để biến ngẫu nhiên Z mà lớn hơn cái Z alpha này là nó bằng alpha. Đấy. Z alpha là con số để cho biến ngẫu nhiên. Ở đây là biến ngẫu nhiên Z là biến ngẫu nhiên có phân phối chuẩn 01. N01. À, Z với Z là biến ngẫu nhiên có phân phối chuẩn 01. Như vậy thì mà nó có cái alpha này, nó có cái Z alpha này á, thì mình muốn tính alpha thì mình sẽ tính cái xác suất để biến ngẫu nhiên Z này nó lớn hơn alpha. Điều này có nghĩa là gì? Mình muốn tìm alpha thì nó sẽ tương đương nó là gì? Alpha nó sẽ bằng 1 trừ cho phi của Z alpha. 1 trừ phi của Z alpha. Điều này cũng có nghĩa là gì? Điều này có nghĩa là mình phải phải tính cái phi alpha, phải không? Phi thì cái alpha thì nó sẽ bằng 1 trừ cho phi của Z alpha. Đấy. Thì ở đây mình có thể tra bảng hoặc là bấm máy. Nhưng mà tra bảng thì lưu ý là trong cái bảng 1 của mình đó, bảng 1 của mình là cái muốn tính cái phi của alpha của một số nào đó thì mình phải quy đổi cái số đó ra hai chữ số thập phân. Vậy thì nó là 2,5758 thì nó khoảng 2,58. 2,58 là nó tương đương với số này. Này 2,59 là chỗ này. 2,58 là 2,58 thì phi của nó bằng 0,995. 0,99551. À, 0,9951. Do đó là mình phi phi của 2,5758 thì nó sẽ bằng là 0,995. Và mình sẽ lấy 1 trừ mình sẽ lấy 1 trừ cho 0,995 này ra, 2,995 0,995 này ra là 0,05. Đúng chưa? Thì ở đây là mình sẽ được là từ cái Z alpha chia 2 này nè, 2,5758 nè,
mình sẽ suy ra được là cái alpha chia 2 nó bằng 0,05. Và do đó là cái gamma của mình nó là cái gì? Gamma thì nó bằng 1 trừ alpha này bằng 0,99, có nghĩa là cái độ tin cậy nó là 99%. Thì bây giờ mình bấm máy, tôi chỉ cho cách bấm máy nè. Thì ở đây alpha z của alpha chia 2 thì xác suất để mà z lớn hơn z alpha chia 2 thì bằng alpha chia 2. Cho nên alpha chia 2 của mình á nó sẽ bằng 1 trừ cho phi. Muốn tính cái hàm phi thì ở đây em sẽ tính chế độ menu 6 mới được. Menu 6. Tính phân phối chuẩn là số 4 nè. Số 1 nè. Là 2,5758. Và mình sẽ lấy là 1 trừ 1 trừ cho cái phi này thì nó ra là 0,05, tức là alpha chia 2 nè. Là 0,05. Như vậy thì cái này mình nhân cho 2 lên thì nó là 0,1. Là nó là alpha, alpha của mình là 0,01 nè. Và mình lấy 1 trừ cho alpha thì nó sẽ ra là 99%, đáp số là 99%. Tuy nhiên là trong cái giáo trình xác suất thống kê A đó thì thầy có cung cấp sẵn cho các em một cái công thức để mà tính cái gamma này luôn. Tức là ở đây mình sẽ có E nè. E là bằng số này à. Giả sử như mình tính tới E này, lúc này mình sẽ tìm độ tin cậy gamma bằng cách nào? Đó, mình sẽ dùng công thức là gamma bằng 2 lần phi của E căn N chia sigma trừ 1. Không? Và con số trong dấu ngoặc này lúc nãy mình tính ra rồi nè. E của mình là bằng ở trên đây nè. Đấy chưa? Còn căn N là bằng 4 không? 4 E chia 600 đó. Đấy, tức là mình sẽ bấm trực tiếp luôn, máy tính mình bấm trực tiếp ra là mình sẽ bấm là 2 lần phi của 2,5758. Sau đó mình đem trừ cho 1 thì nó ra được 0,99 luôn ha, 0,99 luôn. Đấy. Thì vậy độ tin cậy của mình 99%. Yeah, trên đây là tôi đã hướng dẫn các em làm cái câu số 3, cái bài tập chương 5.